Má con á, chưa bao giờ thương Tí hết. Hồi xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy luôn. Nếu em không chê thì ở lại làm vợ của anh. Anh hứa sẽ thương thằng Hải như con ruột. Em không thể nào làm vợ anh được đâu. Tại sao? Tại vì em còn thương chồng em nhiều lắm. Cuối cùng má con có chịu lấy Tí không? Bố không lấy tay sao có mày được. Tí mày phải chạy chật hơn 5 năm trời bà mới chịu ân. Mà cũng không phải là tấm chân tình của Tía làm cho bà cảm động đâu. Mà là gì? Là gì Tía? Vì thằng Hải. Bây giờ công khai danh dự tình cảm với con gái mà coi được sao? Ông nói cái gì vậy? Còn tôi, dù có chết tôi cũng gả con Phượng bằng được cho cậu Bình. Tôi mong má đừng có nhiều chuyện mà can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Bằng không á, thì bao nhiêu bí mật của má tôi sẽ phanh phui cho mọi người biết hết. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Tiếng Sét Trong Mưa 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1.